fan Jennie Blackpink nổi giận với YG Entertainment để bảo vệ thần tượng. Sau khi debate câu chuyện hẹn hò của cô nàng Jennie Blackpink và G-Dragon Big Bang, người hâm mộ vô cùng vui mừng vì độ xứng đôi vừa lứa của cả hai. Nhưng thái độ của YG Entertainment trước chuyện này lại khiến dân tình không hài lòng. Cụ thể là trước đó vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, dân tình đã không khỏi choáng váng trước thông tin G-Dragon và Jennie Blackpink đã hẹn hò được hơn một năm. Công ty quản lý của YG lại đưa ra câu trả lời khá lấp lửng. Chúng tôi không thể xác minh bất cứ điều gì liên quan đến tin đồn hẹn hò của G-Dragon, Big Bang và Jennie Blackpink vì đây là chuyện riêng tư của nghệ sĩ. Blink, fandom của Blackpink, rất quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe và quyền riêng tư của Jennie, đặc biệt là kể từ khi nhận thấy cô nàng khá hiểm hơi lặng tiếng mấy ngày nay. Trong khi đó, Jennie là thành viên trong hoạt động mạng xã hội nhất, cô nàng update mọi hoạt động trên story Instagram. Gần đây, các thành viên khác của Blackpink vẫn hoạt động mạng xã hội năng nổ, nhưng Jennie thì không có thêm bất kỳ hoạt động nào. Blink lo lắng rằng cô nàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi lộ tin đồn hẹn hò. Kể từ khi chuyện hẹn hò của cặp đôi bị phát hiện, bên cạnh những lời chúc mừng, Jennie phải chịu không ít những bình luận tiêu cực của netizen. Càng ngày, những phản ứng tiêu cực ấy càng gia tăng, sự căm ghét mà cô ấy vấp phải đã tăng gấp đôi và thậm chí tăng gấp ba trong vài giờ sau khi tin tức hẹn hò, một Blink chia sẻ. Fan của Jennie cảm thấy quan ngại về tình trạng bảo vệ quyền riêng tư cho nghệ sĩ của công ty YG Entertainment. Tuy nhiên, điều khiến Blink giận dữ hơn cả chính là thái độ có phần thờ ơ của YG trước chuyện này. Công ty chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, về cơ bản chúng tôi không thể xác nhận bất cứ điều gì. Người hâm mộ cho rằng phản ứng này là không đủ và sự im lặng của YG đáng bị lên án. Vì sự nổi tiếng của Blackpink, Jennie đã bị theo dõi suốt nhiều năm liền, paparazzi chỉ chờ sơ hở để đăng tin bất lợi cho cô. Quá bức xúc vì YG không quan tâm đến gà nhà, hàng loạt fan đã đồng loạt gửi thư yêu cầu YG hãy bảo vệ Jennie, yêu cầu công ty có trách nhiệm với cô. YG à, chúng tôi hy vọng các ngài có thể biết rằng nghệ sĩ của mình đã bị theo dõi suốt gần 3 năm. Họ đã theo dõi cô ấy nhiều đến nỗi thuộc lòng tất cả các thói quen hàng ngày của cô. Cô ấy là một người nổi tiếng và cuộc sống của cô ấy có thể luôn bị công chúng soi mói. Nhưng cô ấy vẫn có một cuộc sống riêng tư cần được bảo vệ với tư cách cá nhân. Chúng tôi hy vọng rằng công ty hãy ngưng ngay hành động bỏ bê và đưa ra tuyên bố càng sớm càng tốt để bảo vệ cho nghệ sĩ của mình, đặc biệt là Jennie. Theo dõi các nghệ sĩ là một tội ác, bỏ lọt hành vi này còn là điều kinh khủng hơn. Chúng tôi đang hy vọng một câu trả lời thiết thực và rõ ràng. Đến sáng nay ngày 26 tháng 2, nàng rapper Hát Hường lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước công chúng sau tin đồn hẹn hò. Blackpink đã có mặt tại Đại sứ quán Anh ở Hàn Quốc và được bổ nhiệm trở thành Đại sứ quan hệ công chúng tại Hội nghị Liên Hợp Quốc tế về Biến đổi Khí hậu COP26. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã gửi thư tay đến nhóm cảm ơn các cô gái đã ủng hộ hội nghị. Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý đến đó chính là nhan sắc và biểu cảm của nữ idol đáng yêu này. Hình ảnh mới của Jennie cũng ngay lập tức gây bão toàn cầu. Trong loạt ảnh này, nàng idol số 1 K-pop vẫn luôn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Dù như việc lộ tin hẹn hò không ảnh hưởng nhiều đến cô nàng, Jennie diện váy trắng đơn giản, để tóc xoa tự nhiên và không trang điểm quá đậm nhưng vẫn vô cùng nổi bật, khoe khéo được đôi chân nuột nà. Các thành viên cũng nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc, Jisoo, Lisa nền nã và thanh lịch. Trong khi đó, Rose lại nổi bần bật với chân dài đến nách ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, Jennie là thành viên duy nhất của Blackpink có ca khúc solo. Cô nàng có thể nhận được 10% tiền bản quyền, kiếm được hơn 7 triệu USD từ việc bán album, phát hành trực tuyến. Jennie còn là đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng Chanel và thân thiết với nhiều ngôi sao thế giới như Rihanna, Kendall Jenner. Đồng thời, Jennie vừa mở kênh YouTuber chỉ với một video đã có mấy triệu người theo dõi và còn lập kỷ lục thế giới. Cuộc đời Jennie hoàn hảo đến mức có thể hẹn hò cùng thần tượng của mình. Cộng đồng mạng liên tục có những bình luận về cuộc đời mỹ mãn của nữ thần tượng. Là fan của Kai với GD xong còn hẹn hò cùng luôn. Nếu viết thành tiểu thuyết thì bị chửi vì làm quá, như một bộ phim điện ảnh. Cuộc đời của Jennie đúng là niềm mơ ước của nhiều người vì nó hoàn hảo trong mọi mặt. Hiện tại, tin hẹn hò của cả hai vẫn không ngừng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.